Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bap và Truyện Ma Bắp Đọc với tập tiếp theo của câu chuyện Bảy Nàng Dâu của tác giả Thiên Yết. Ở tập trước, con Cương Thi nhảy cà thọt đi qua phòng của các vị tiểu thư, thì chắc là chúng ta cũng đoán được nó nhảy qua phòng của Ánh Dương. Ngoài Ánh Dương ra thì còn ai trong khoai đất này bây giờ? Mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì bây giờ Bắp sẽ đọc ngay tập ngày hôm nay cho các bạn nghe nhé. Cô gật đầu cái nịch, bảo: "Nó đích thị lỡ trong đây." Vừa nói xong, bà đã bước nhanh chân về phía trước. Bà dừng ngay căn phòng ấy, giơ tay lên và nhẹ nhàng gõ cửa. Lát sau ngọn lửa trong ý liền được dập đi, căn phòng lại tối lại. Lát sau có người cầm nến ra, hỏi: "Bà Hậu, khuya rồi bà còn đến đây làm gì?" Khi người đó quay mặt lại nhìn, cô mới mỉm cười gật đầu chào. "Chào tiểu thư." Cô ấy chợt có chút bất ngờ chào đáp lễ, mỉm cười gượng gạo nói: "Chào thiếu phu nhân, không ngờ thiếu phu nhân lại mau khỏi như vậy, đúng là chuyện mừng mà." Nói rồi cô liền liếc nhìn vào trong, thấy tiểu thư ấy khoác tạm cái áo khoác, biết đêm khuya đến gõ cửa phòng sẽ là bất kính. Chưa biết diện lý do như thế nào thì bà Hậu đã nói: "Đêm khuya rồi còn phiền tiểu thư, chẳng qua ta thấy có một thứ kỳ lạ vừa đi ngang đây, ta thấy lo lắng nên mới mạn phép xin lỗi tiểu thư, ta đã gõ cửa." "Thứ kỳ lạ, bà Hậu đây nói là..." Ở nhà này ai cũng biết bà Hậu là em gái bà Hoàng, luyện trừ ma bắt quỷ. Bà ấy có vai vế nhất định trong nhà, ngoài bà Hoàng và cậu Cảnh Minh, lớn kế chắc là bà. Không cần phải nói nhiều, bà chỉ cần nói vậy là hiểu. Tiểu thư ấy cũng nể mặt bà, nén người qua. Vừa bước vào bà đã thấy một con nô tỳ ngồi mộp dưới sàn. Trước mặt nó là một cái thau đựng rất nhiều giấy tiền vàng bạc. Nó vẫn đang thảy vào thau đốt. Thấy bà Hậu, nó ngẩng mặt lên nhìn, gương mặt nó cứ lấp lánh vì những ngọn lửa cháy dưới thau. Nhìn rất âm u, lạnh lẽo. Bà liền hỏi: "Giờ này rồi, tiểu thư còn đốt cái gì thế?" "Tôi chỉ là đốt giấy tiền vàng bạc thôi. Hôm nay trời mưa nên đốt trong phòng. Có gì không hả bà Hậu?" Vừa trả lời xong, tiểu thư ấy liền liếc nhìn qua Hoài Thục. Nãy giờ từ khi bước vào phòng, Hoài Thục luôn đảo mắt nhìn ba bên bốn phía. Bà Hậu lại kéo tay cô rồi nói nhỏ: "Cô có cảm nhận thấy cái gì không?" Cô liền lắc đầu, lát sau không phiền tiểu thư ấy nữa. Bà Hậu và cô cũng ra khỏi phòng. Họ vừa đi vừa nói: "Lạ thật, tại sao vào đó rồi lại biến mất?" Cô như người thất thần, lát sau mới nói: "Bà Hậu à, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy có mùi của A Tỳ ở đó." Nói rồi bước chân bà Hậu bỗng dừng lại. Bà quay qua nhìn cô nghiêm túc nói: "A Tỳ, cô cảm nhận được A Tỳ sao?" Cô gật đầu nói: "Tôi ngửi thấy mùi của A Tỳ, với lại tôi có cảm giác rất lạ, cảm giác như kiểu nó đang ở trong căn phòng ấy vậy. Mà từ khi tôi tỉnh, tôi không thấy nó đâu cả." Bà Hậu kéo tay cô lại, một hai nói: "A Tỳ mất tích từ hôm qua rồi, ta cũng có hỏi thăm nhưng chẳng ai biết về tung tích của nó cả." "Vậy sao? Nhưng cũng không thể đường đột xông vào phòng người ta như vậy chứ." Vừa nói xong bà đã nói: "Không sao, chúng ta chỉ quay lại xác nhận thôi. Nếu đúng, tôi sẽ tìm cách vào đó." Nói xong bà ấy đã đứng ngay cửa phòng, chưa kịp gõ cửa cô đã kéo tay bà lại, chợt lắc đầu nói: "Không cảm nhận được nữa." Nói xong bà lại cảm thấy khó hiểu. Cô thấy hoa mắt rồi khuỵu xuống. Bà Hậu đỡ cô dậy. Lúc ấy chợt nghe tiếng bước chân, tiểu thư Ánh Dương chợt mở cửa ra. Cô ấy hốt hoảng nói: "Chắc thiếu phu nhân cảm lạnh rồi. Tiểu Hòa, em mau gọi người tìm thầy Lan đi." Bà Hậu cùng tiểu thư ấy đỡ cô dậy. Vừa đỡ lên giường xong thì đèn trong các phòng liền được bật lên. Mấy vị phu nhân khác không ngủ được nên sinh ra khó chịu ngáp ngắn ngáp dài. Bà Hậu liền nói: "Không dám kinh động mọi người, tôi sẽ mang thiếu phu nhân ấy về phòng." Nói xong, một tay bà đã đỡ cùng với mấy a hoàng khác về. Bà sợ thầy Lan đến lại phát hiện ra vết thương của cô đã lành lặn, lại phiền phức đến cô. Thấy vậy bà liền mang cô về phòng, tránh đánh động đến mấy người kia. Bà dắt cô vào phòng xong liền đuổi hết người ra ngoài. Khi cô về phòng, tiểu thư Ánh Dương có nhìn thêm một đoạn, thấy nước mưa tạt vào người cô ấy. Còn a hoàng đứng cạnh liền nhắc: "Tiểu thư à, mưa lớn lắm, vào phòng thôi." Tiểu thư ấy liền nhếch mép lên cười khẩy. Tiểu thư ấy quay người vào trong: "A Tỳ sao rồi?" "Em đã đem nó ra sau nhà rồi ạ. Hôm qua em đánh nó một trận, hôm nay cho nó dầm mưa cả đêm nay, nó có hai mạng cũng không sống nổi." Nói xong tiểu thư ấy liền cởi áo khoác ngoài ra. Con nô tỳ ấy cầm treo lên rồi lại kéo chăn cho cô ấy. Nó ngồi cạnh rồi nói: "Tiểu thư ngủ đi. Mà sao lúc nãy tiểu thư bảo em đốt giấy tiền vàng bạc chi vậy?" Cô ấy nghe nó hỏi xong liền mỉm cười, mắt nhìn lên trần nhà. Có một bộ xương đen đen trắng trắng nằm lên trần nhà, dính người vào đó. Nó đang hít hà khói từ cái thau bốc lên. Cô ấy liền nhắm mắt nói:
Không có gì đâu, chỉ là muốn ấm một chút. Tuy tiểu thư ấy trả lời như thế, nhưng con nô tỳ của cô vẫn không hiểu ý cô nói vậy là ý gì. Cho đến tối hôm đó, nó đang nằm ngủ bên cạnh bàn thì nó nghe thấy có tiếng tạch tạch bên tai. Nó chợt nghe bên ngoài có tiếng sét đánh cái đùng. Nó giật mình mở mắt ra, dụi mắt một cái, trời vẫn chưa sáng. Bên trong phòng tối tăm, nó chẳng thấy gì cả. Nó theo thói quen nhìn qua bên giường của tiểu thư nhà nó. Lát nó lại cảm thấy trên nóc nhà có một giọt nước rơi xuống. Nó sờ lên đầu rồi vò vò ngón tay, thầm nghĩ rằng có phải nóc nhà đã bị thủng hay không. Nó ngẩng mặt lên nhìn, chợt một bàn tay toàn xương chọc thẳng vào họng nó, nắm cả ruột gan nó kéo ra. Chưa kịp hét, chưa kịp bất ngờ, chưa kịp sợ hãi đau đớn, nó đã chết. Một tiếng sét chợt lóe lên, đánh cái ầm lên trời. Bên giường tiểu thư Ánh Dương chợt bật dậy, đôi mắt sắc sảo liếc qua nhìn, miệng tiểu thư ấy chợt nhếch lên nhẹ. Máu từ miệng của Tiểu Hòa chợt phúng ra như vòi rồng. Người nó giật giật lên mấy cái rồi đơ ra. Tiểu thư ấy chợt quay mặt lại, kéo chăn xuống nằm ngủ. Sáng hôm sau, mọi người nhà họ Hoàng lại thêm một cơn khủng hoảng. Ai cũng nói cái xác của con nô tỳ té giếng hôm trước đã bị chó lôi xác ra ngoài sau nhà. Mấy con nô tỳ ra bưng nước cho mấy phu nhân rửa mặt mà chúng nó la hét ầm ĩ. Bà Hoàng liền nhíu mày khó chịu. Đem nó đi xử lý đi, đừng để nó trong căn nhà này nữa. Nói xong, họ liền lấy chiếu bê xác nó đi. Sáng bà Hậu có ra nhìn, bà dặn cô không được ra khỏi phòng, vì nếu bây giờ ra sẽ khiến mọi người nghi ngờ. Chuyện cô khỏi bệnh chưa ai biết, vì thế bà chỉ liếc ngang nhìn, thấy lạ một điều, tại sao cái xác này khác với con cương thi lúc tối. Bà liền chăm chú xem, chợt mắt bà long lanh lên rồi quay ngược lại phòng. Bà kéo tay cô nói, mới phát hiện ra một xác người sau nhà. Cô đang uống thuốc, nghe xong suýt thì sặc. Cô nói, là con cương thi sao? Bà ấy chợt nghiêm nghị rồi lắc đầu. Không, là một người khác. Ai cũng nghĩ đó là con nô tỳ té xuống giếng ngày hôm trước, nhưng mà không phải như vậy. Là ai? Cô trợn tròn mắt lên rồi lấp bấp nói, không phải là ai đó rơi xuống giếng chứ? Bà Hậu cũng lắc đầu. Bà ấy nói, người đầu tiên rơi xuống giếng có vết rách khác với người này. Người trước có vết răng rất nhỏ, nhưng lực cắn rất mạnh. Còn lần này lại có vết răng giống như răng người. Vừa nói xong, liền có một dòng điện chạy dọc xương sống cô. Cô cầm chén thuốc trên tay mà run lẩy bẩy. Cô chợt nói, tôi thực sự rất lo cho A Tỳ. Căn nhà này chưa bao giờ là an toàn. Tôi không muốn nó cứ sống trong căn nhà này nữa. Cô nói mà ánh mắt chợt long lanh nước. Bà Hậu giữ chân cô lại, nói, tôi đã nói rồi, bây giờ cô chưa được đi đâu cả. Cô nhìn lên bà rồi lấp bấp nói, nhưng còn A Tỳ? Tôi sẽ tìm nó. Cô chỉ cần yên tâm tịnh dưỡng thôi. Bây giờ mà ra ngoài lại có nhiều chuyện để nói lắm. Bây giờ bà Dung còn chưa tìm ra, tôi còn phải làm rất nhiều chuyện. Chuyện của A Tỳ cứ để cho tôi lo. Cô liền gật đầu. Tôi biết bà Dung còn chưa đi đâu xa đâu. Bà ấy còn ở dưới giếng thôi. Chuyện con nô tỳ bị ăn thịt ít nhiều có liên quan đến bà ấy. Nhưng có một điều tôi muốn nói cho bà nghe. Tôi biết người bà Dung ăn phổi để sống trên cạn là ai, nên bà cứ dựa theo vị tiểu thư ấy mà điều tra. Bà Dung muốn lên bờ phải khó lắm, không đơn giản đâu. Vì người phù hợp rất ít, nên sau khi cô phá vỡ thuật của bà ấy, nhất định sẽ làm bà ấy hao tổn không ít sức lực. Muốn trở lại phải mất nhiều thời gian lắm. Nhưng cơ hội này chúng ta sẽ khống chế bà ấy lại, không cho bà ấy có thời gian đào hang tẩu thoát được. Cô nghe xong liền suy nghĩ một hồi, chợt mấy hình ảnh ngày trước hiện lên trong đầu mình. Cô nói, hãy mua muối, đổ xuống giếng, bà Dung rất sợ muối đó. Nói xong bà Hậu liền làm gương mặt khó hiểu. Bà ấy nói, tại sao cô biết? Bà cứ nghe theo tôi, hãy đổ càng nhiều muối xuống càng tốt, và hãy lấp miệng giếng lại, nếu bà ấy muốn tẩu thoát thì cũng rất khó. Nói xong bà Hậu liền quay qua cửa, cảm giác có ai lại gần liền xịt một cái. Cô im lặng nhìn ra. Bà Hậu nghe có người gõ cửa, nói, bà Hậu, phu nhân hỏi thiếu phu nhân đã tỉnh chưa, cho gọi lên điện chính. Vừa nói xong, bà đã quay mặt qua cô, hốt hoảng nói, thôi chết, có khi nào vị tiểu thư đó đã nói gì rồi không? Cô vừa nghe nhắc tới vị tiểu thư, liền cười nhếch mép. Ngoài bà Dung ra, tôi lại cảm thấy có vấn đề nhất chắc là bà Hoàng và vị tiểu thư đó. Vừa nói xong cô liền nói, không giấu được nữa thì diễn cho họ xem. Tôi lại không tin họ dám cởi y phục tôi ra để kiểm tra. Càng trốn càng khiến người ta sinh nghi ngờ. Nói xong cô và bà Hậu đi ra. Cô giả vờ đi khập khiễng, người như không còn sức lực đi lên điện chính.
Vừa tới nơi thì thứ đập vào mắt cô đầu tiên là một cái chiếu cuộn tròn. Cô nhìn vào nó rồi nhìn lên bà Hoàng, quỳ xuống thỉnh an bà. Hoài Thục, con còn yếu, mau đứng lên. Cô liếc nhìn bà Lệ Hoa vừa uống trà vừa cười nhếch mép. Đúng là giỏi giả vờ. Bản thân diễn cũng giỏi quá rồi. Bệnh cái gì mà bệnh, đến cả nô tỳ của mình mà còn đối xử thành ra như thế. Không cảm thấy tội lỗi hay sao? Cô nghe vậy liền khó hiểu nhìn bà ấy. Chợt bà ấy khó chịu khi thấy cô dùng ánh mắt ngây thơ nhìn mình. Bà ấy đứng dậy, giơ chân ra đá cái chiếu một cái. Cô trợn mắt lên thấy A Tỳ nằm trong ấy, mặt mũi tím tái sưng phù. Tay chân nó đầy vết thương, miệng còn dính một ít máu khô. Cô thấy nó nằm yên bất động mà sốc như muốn ngất tại chỗ. Đầu cô chấn động một cái mạnh, mạnh đến độ cô muốn thét lên. Cô chợt thở gấp rồi quỳ xuống, tay run run chạm lên mũi nó. Cô như gào thét trong lòng rằng: A Tỳ à, ta xin em, đừng chết. Giả vờ giả vịt. Nhìn đi mọi người, A Tỳ không những bị đánh, còn bị cắt tóc, còn cho dầm mưa cả đêm hôm qua. Nó không qua khỏi đâu. Đúng là độc ác không ai bằng. Nghe đến đó, tiểu thư Ánh Dương chợt cười nhếch mép lên một cái hài lòng. A Tỳ, mẹ à, thật sự. Cô nước mắt rơi lã chã, ngẩng mặt lên nhìn bà. Bà phẩy tay ra vẻ không muốn nghe, chỉ nhẹ nhàng nói: Thôi được rồi, đừng nói nữa, chuyện này để sau đi. Mẹ à, nhưng con phải mời thầy Lan về xem cho A Tỳ, con không tin nó đã chết đâu. Vừa nói xong, chưa kịp để bà đồng ý, cô đã dùng hết sức bế A Tỳ lên, gồng mình nhanh chóng bế nó dậy. Cô vừa khóc vừa gọi: A Tỳ à, em đừng chết, em đừng có chết mà. Cô nhìn vào gương mặt sưng tím tái của nó mà trái tim đau như cắt. Nhà họ Hoàng này đúng là nơi nguy hiểm. Cả A Tỳ ngây ngô cũng bị người ta hại, mặc dù nó chưa bao giờ làm hại đến ai. Cô méo máu rồi bế nó về phòng. Mấy người ở đó ai nấy đều bất ngờ. Bà Hoàng quay qua nhìn mà cặp mắt bà ánh lên tia sắc lẹm. Tiểu thư Ánh Dương nhấp một ngụm trà, nhếch mép lên cái rồi quay qua nhìn bà Lệ Hoa. Bà ấy chợt nhíu mày rồi nói: Đúng là không xem ai ra gì mà. Nó muốn ở là ở, đi là đi thôi. Đúng là không có phép tắc gì cả. Sao cái nhà này lại cưới phải một đứa như nó chứ? Không chết quách đi theo 6 đứa trước cho rồi đi. Vừa nói tới đó, tiểu thư Ánh Dương liền im lặng, mắt nhẹ nhàng đảo qua nhìn bà Hoàng. Bà Hoàng lại đảo đôi mắt đầy sắc khí qua nhìn bà Lệ Hoa. Cảm nhận được bản thân mình đã lỡ lời, bà ấy ngậm miệng lại rồi giả vờ nhìn đi chỗ khác. Bà Hoàng đứng dậy, liếc bà Lệ Hoa, ý bảo bà ấy ăn nói cẩn thận. Cái miệng có thể sẽ liên lụy cái thân. Ở nhà họ Hoàng ăn nói sằng bậy đồng nghĩa với việc mất mạng. Cả đám người đồng loạt đứng dậy chào bà Hoàng. Họ cúi đầu xuống xác chào, bà chỉ lặng lẽ rời đi. Mọi người tản ra hết rồi, sau đó ai lại làm việc nấy. Chỉ có tiểu thư Ánh Dương lại đứng đó, nhìn theo bóng của bà Hoàng. Nhẹ nhàng mỉm cười, cô ấy liếc nhìn qua cái ghế trên đó, chỗ hằng ngày bà Hoàng vẫn ngồi. Chợt ánh mắt cô ấy sáng lên rồi quay mặt lại đi ra ngoài. Lát sau cô thấy có một người đàn ông chợt hất ha hất hải chạy vào. Cô nhận ra người đó, bèn nhẹ nhàng đến chào hỏi. Xin chào thầy Lan Nguyễn ạ. Thấy tiểu thư kính cẩn chào mình, ông ấy cũng dừng chân lại rồi chào đáp lễ. Xin chào tiểu thư, xin hỏi có việc gì không? À, thật ra ta biết ông là thầy của cậu Cảnh Minh. Hôm nay vô tình gặp nên ra chào hỏi. Chỉ muốn hỏi cậu Cảnh Minh dạo này thế nào rồi. Mong thầy sẽ chăm sóc, dạy dỗ cậu ấy chu đáo. Mắt tiểu thư ấy chợt như biết cười. Mỗi lần tưởng tượng ra gương mặt cậu, cô ấy lại cảm thấy trái tim mình rộn ràng khó tả. Thấy tiểu thư ấy dịu dàng lại xinh đẹp, thầy Lan ấy chợt mỉm cười, nói: Cậu Cảnh Minh hiện tại sống rất tốt, cậu cũng rất sáng dạ. Thật sự được dạy dỗ cậu ấy phải nói là phần phước của tôi. Ngày hôm nay cũng là cậu mở miệng nhờ tôi qua nhà thăm khám người nhà cậu, nên xin phép tiểu thư đây cho tôi cáo lui trước. Tiểu thư ấy chợt suy nghĩ gì đó, kéo thầy Lan Nguyễn lại. Xin hỏi, cậu Cảnh Minh căn dặn khám cho ai thế ạ? Tôi có thể dẫn thầy đi cho mau. À, thì là tiểu thư Hoài Thục ạ. Tiểu thư Hoài Thục. Chợt tiểu thư ấy nhếch mép lên cười nhạt nhẽo, cúi đầu chỉ tay về phía trước rồi kính cẩn nói: Là bên này à? Thầy Lan ấy nhanh tay nhanh chân đi về phía trước. Tiểu thư ấy đi phía sau, người đứng thẳng dậy, tay bắt chéo lên nhau. Ánh mắt cô ấy đầy sự u ám lạnh lẽo.
Cậu Cảnh Minh không xem Hoài Thục là thiếu phu nhân, mà lại xem như nó là một tiểu thư. Thật là nực cười mà. Tiểu thư à? Không còn xứng đáng cho cô nữa đâu, Hoài Thục. Nói rồi, chân tiểu thư ấy bước đi về phía trước. Lúc thầy Lan Nguyễn đã đứng ngay cửa, cô mới lại và gõ cửa. Lát sau thấy bà Hậu mở cửa ra, nhìn vào trong thấy Hoài Thục nước mắt lã chả, chẳng khiến cô cảm thấy hài lòng, mà còn cảm thấy khó chịu hơn gấp ngàn lần. Tay cô nắm chặt lại, miệng vẫn cố niềm nở nói với bà Hậu. Đây là thầy Lan Nguyễn, là thầy dạy y thuật cho cậu Cảnh Minh. Hôm nay thầy tới đây là để thăm khám cho thiếu phu nhân Hoài Thục, nên tôi dẫn thầy tới giùm. Ba tiếng thiếu phu nhân, tiểu thư ấy nhấn mạnh, vốn dĩ là muốn cho thầy Lan Nguyễn nghe thấy rằng Hoài Thục này là thiếu phu nhân, là người đã có gia đình, chứ không phải là tiểu thư. Nói xong cô ấy cúi đầu chào, lúc quay lưng lại chợt nghe Hoài Thục gọi thầy Lan Nguyễn rất gấp, gọi vào khám cho A Tỳ. Nghe giọng cuống quýt sợ hãi của cô càng khiến tiểu thư ấy cười đắc thắng. Cô kéo thầy vào trong, vừa chỉ vào A Tỳ vừa nói gấp. Thầy xem nó đi, thầy hãy tìm cách cứu nó, bao nhiêu tiền cũng được, tìm lại thuốc quý nào cũng được, tôi muốn cứu nó. Thầy Lan chợt kéo tay nó lên, sau đó đưa tay bắt mạch. Thầy xem xét một hồi lâu, chợt nhíu mày thở dài một cái. Người e rằng không cứu được nữa. Thầy vừa nói ra câu đó, chợt trong đầu cô vang lên một tiếng sấm như muốn nổ tung đầu cô ra. Cô lấy tay lau nước mắt rồi hỏi lại. Thầy nói gì? Người này không còn sức lực để có thể uống thuốc được. E rằng cơ hội bình phục là không có. Không, không có. Rõ ràng lúc nãy tôi áp tay nghe A Tỳ còn thở mà. Thầy Lan Nguyễn chợt đứng dậy, lắc đầu rồi nói. Như tôi đã nói đó, thật sự người này đã rất yếu rồi, không làm gì hơn được đâu. Người đã nát bét ra thế này lại còn ngấm nước mưa cảm phong hàn, thật sự không có cách. Nói rồi thầy cất hết dụng cụ vào hộp, sau đó quay lại nhìn A Tỳ cái nữa, thấy mặt mũi của cô đã sưng vù lên vì khóc. Thầy liền hỏi. Đây là nô tỳ của thiếu phu nhân à? Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? A Tỳ, em đừng có chết. Em chết rồi, tôi phải làm sao đây? A Tỳ à! Thấy cô kích động quỳ xuống giường, bà Hậu không nỡ lòng nào nhìn cảnh đó. Đoạn bà tiễn thầy Lan Nguyễn ra ngoài, bà nói. Thiếu phu nhân ấy sống tình cảm, nên xem gia nô như chị em trong nhà, mong thầy đừng hiểu lầm. Là có người hãm hại con bé, tội nghiệp nó. Nói xong, bà tiễn thầy ấy một đoạn, chợt thầy ấy mỉm cười. Tay của bà cũng bị thương rồi. Bà Hậu che cánh tay lại. Đúng là bà đã tàn phế một tay, nhưng người thường nhìn thì chắc chắn không biết. Ấy vậy mà thầy Lan này lại biết. Bà có nghe nói cậu qua thôn Vĩnh Hà học y thuật, chứ thầy của cậu là ai thì bà chưa thấy. Hôm nay mới cảm thấy ông ấy giỏi, cả chuyện tay bà tàn phế cũng nhận ra. Bà mỉm cười tiễn ông ấy. Mong thầy sẽ giữ kín chuyện này. Thầy gật đầu rồi lên xe ngựa. Bà cũng quay vào. Nhưng đang vào thì chợt cảm thấy bên kia vách có ai đó nhìn mình. Bà liếc mắt qua nhìn một cái, rồi quay lại nhìn ra đường. Chiếc xe ngựa của thầy Lan Nguyễn đã đi khá xa. Chợt bà nhắm mắt lại ngẫm rất lâu, rồi bà lại nghe bên tai có tiếng nói vang lên. Nóc nhà. Bà mở mắt to ra, mồ hôi trên trán bà rịn xuống. Bà đảo mắt nhìn quanh, thấy xa xa có cái đám ma. Nhìn kỹ mới thấy, hình như cái đám người đó là người thân của con nô tỳ không may té xuống giếng kia. Mà nói đám ma thì cũng không đúng, vì đó chỉ là hai ba thanh niên vác một cái khúc gỗ được đục khoét khá sơ sài. Hơn nữa, ban nãy bà có thấy người nhà họ Hoàng có dúi tiền cho mấy người đó. Nhưng không biết xui khiến thế nào, quay vào rồi lại quay ra. Nghe thấy một câu rõ ràng đến như vậy, bà chợt lầm bầm. Nóc nhà. Theo quán tính, bà quay lại nhìn lên nóc nhà. Nhìn hết một lượt cũng không cảm thấy gì. Bà lắc đầu rồi lại nhìn vào cánh cửa phòng của Hoài Thục. Chợt cảm thấy buồn man mác. Bà đi vào, vừa đi vừa cúi đầu thở dài. Lát đến cửa, bà còn chưa dám vào mà đứng đợi ở đó một lát. Bỗng cánh cửa từ từ mở ra. Hoài Thục đứng trước mặt bà, ánh mắt âm u. Bà cố chứng chỉnh lại rồi hỏi. Sao rồi? Bà Hậu. Cô gọi bà một cách chắc nịch. Chợt bà gật đầu đón nhận câu hỏi. Cô muốn hỏi gì? Bà biết cách cứu A Tỳ không?
Bà là pháp sư mà, chẳng lẽ lại không có cách nào sao? Bà hậu chợt thở dài rồi nói: Không, sống chết là chuyện của trời. Nếu cô muốn thay đổi đi những thứ gọi là luật lệ, căn bản sẽ làm rối loạn đi vòng tuần hoàn của tự nhiên. Như vậy chỉ khiến cô nhận lấy hậu quả sau này. Tôi khuyên cô, tốt nhất cô nên từ bỏ đi. Bà vừa nói xong, cô chợt buông thõng cánh tay xuống, nhắm mắt lại cố không khóc nữa. Cô nhớ đến gương mặt thanh thoát, hiền lành của A Tỳ, nhớ đến giọng nói của nó, nhớ đến những ngày qua nó luôn vui vẻ bên cạnh cô, nhớ đến lúc nó lo cho cô mà khóc lóc. Bây giờ thấy nó nằm im trên giường thế kia mà không giúp gì được, nước mắt cô cứ tuôn hoài không thôi. Cô quay lại nhìn nó thêm một lần nữa. Bà hậu ở phía sau nhìn cả hai người rồi chợt nói: A Tỳ không có người thân, nên khi nó được chọn làm nô tỳ cho cô, thì sau này nó có chết, cô cũng chính là người đứng ra lo liệu. Vậy nên cô hãy chuẩn bị cho nó. Thật sự nó sẽ chết sao? Tôi không muốn nó chết đâu. Cô vừa ôm chặt nó vừa gào lên. Bà hậu bất lực nhìn cô: Hoài Thục à, cô hãy chấp nhận đi. A Tỳ chết rồi, nó chết rồi. Cô nên biết là từ khi được định là dâu nhà họ Hoàng, cô đã mất đi tướng công, nên cô phải chuẩn bị tâm lý mất đi những thứ khác. Vậy nên cô đừng có như vậy nữa. Cô ngẩng mặt lên nhìn bà, chợt quay qua nhìn A Tỳ. Bây giờ không biết là loại cảm giác gì nữa. Lúc mang A Tỳ về đây, tuy ai cũng nói nó đã chết, nhưng cô vẫn tin rằng nó vẫn chưa chết. Mà đúng thật, nó vẫn lay lắc chờ cô đến đón nó. Nhưng đến bây giờ, cô mới cảm nhận được nó đã trút hơi thở cuối cùng. Cô im lặng một hồi, trái tim kích động nay đã đập êm lại. Cô nắm lấy tay nó, vuốt ve xong hôn nhẹ lên trán nó rồi nói: Ta xem em là em gái, không phải là nô tỳ đâu, A Tỳ à. Ta xin lỗi em, A Tỳ, là chính ta không bảo vệ được em, chính ta để em phải chịu đau. Tha thứ cho ta nhé, A Tỳ. Ta xin lỗi em. Cô tựa đầu vào bàn tay nó, những giọt nước mắt ấm nóng chợt chảy ra. Rồi cô đặt tay nó xuống ngay ngắn, giơ tay vuốt mái tóc nó cho ngay ngắn. Cô cảm nhận được gương mặt nó đang cười, khom người chỉnh đốn y phục lại cho nó. Một giọt nước mắt ấm nóng chợt rơi tạch xuống gương mặt nó. Cô quay lại và lau nước mắt, rồi bước lại chỗ treo y phục, lấy ra bộ y phục màu trắng. Sau đó treo vào phòng tắm. Sau tấm rèm mỏng, đó là công việc hàng ngày A Tỳ vẫn hay làm cho cô. Sau đó cô pha nước, lấy những cánh hoa hồng rải xuống. Cô khuấy nước rồi đi ra. Bà hậu không nói gì, chỉ đứng nhìn theo. Cô bước lại bế A Tỳ vào trong. Thấy tay cô run run như sắp bế không nổi, bà bước lại bế phụ thì cô lại bảo tránh ra. Để tôi tự làm cho em ấy. Cô bế nó đặt vào bồn tắm. Cô cũng ngâm người trong đó. Cô lấy tay nhẹ nhàng tháo y phục ra cho nó, giống như hàng ngày nó vẫn làm cho cô. Thiếu phu nhân à, em pha nước cho người rồi, người mau đi tắm đi. Thiếu phu nhân à, người cảm thấy nước đủ ấm chưa? Thiếu phu nhân à, thiếu phu nhân à. Cô nhìn vào gương mặt tím tái sưng húp của nó, nhớ tới thường ngày nó vẫn hay thiếu phu nhân à, thiếu phu nhân ơi. Cô mỉm cười rồi choàng tay ôm nó. A Tỳ à, kiếp sau nhất định em phải sinh ra trong một gia đình giàu có. Đừng đi làm nô tỳ nữa em nhé. Nếu không thì hãy làm một người bình thường. Không cần quá xinh đẹp, nhưng nhất định em phải sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc. Em nhớ lời ta dặn chưa? A Tỳ của ta, ta đúng là vô dụng. Ta thật có lỗi với em. Cô khóc lên một chập. Tắm xong cho A Tỳ, cô lại mặc y phục đẹp cho nó, trang điểm cho nó. Tất cả đều làm trong lặng thầm. Cô còn dặn dò bà hậu tìm cho nó một mảnh đất tốt, muốn nó có chỗ nằm chứ không phải hỏa thiêu hay vứt bờ vứt bụi. Lo liệu xong, cô mỉm cười nhìn nó. A Tỳ à, em ráng đợi ta 2 ngày, ta sẽ tìm cho em một chỗ tốt. Tối đó bà hậu trở về phòng, các gia nô của nhà họ Hoàng ai nấy đều né căn phòng của cô ra. Ai cũng đồn cái xác của A Tỳ còn trong phòng của thiếu phu nhân. Một phần họ sợ ma, một phần họ cũng nghe mọi người đồn mấy điều không hay về thiếu phu nhân. Người ta nói cô ác độc, nói là cái chết của A Tỳ là liên quan tới cô, rằng cô đánh chết nó. Đám gia nô sợ lọt vào mắt cô lại có kết cục không tốt như A Tỳ.
Họ liền bàn bạc với nhau né thiếu phu nhân ra, cũng tựa như cấm tiệc không qua lại. Ánh nến sáng lung linh bên trong phòng, cô ngồi trên ghế lặng im nhìn A Tỳ nằm trên giường. Cô muốn thấy nó, muốn thấy nó, muốn nói chuyện với nó. Cô liền dim mắt, không biết đã đến giờ nào rồi, nhưng hình như trời đã khuya. Hôm qua mưa to, còn hôm nay thì trời lạnh quá. Cô xoa tay vào nhau rồi xoa vai, lát sau lại ngủ quên lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cô mơ màng thấy bóng dáng A Tỳ. Tuy nói là mơ, nhưng cô vẫn nhận thức được A Tỳ chết rồi. Cô rơi nước mắt kêu nó: "A Tỳ, A Tỳ ơi, A Tỳ, em quay lại cho ta nhìn em đi, A Tỳ." "Thiếu phu nhân à, em xin lỗi người, sau này em không thể hầu người được nữa rồi." "A Tỳ, ta mới là người nên xin lỗi em, là ta hại em." Nó mỉm cười rồi lắc đầu, nụ cười nó như tỏa sáng, cô còn ngửi được mùi thơm thoang thoảng phát ra. Nó cười khúc khích rồi nói: "Đừng, thiếu phu nhân đừng trách bản thân mình, em không sao, em cảm thấy rất vui. Thiếu phu nhân à, tạm biệt người, cảm ơn người đã đến với cuộc đời của em. Em đi đây, chị em đến đón em rồi." Nó nói xong liền quay lưng lại, bộ y phục nó mặc trên người là do cô thay. Gương mặt nó có son có phấn, trông không khác gì tiểu thư của một gia đình giàu có. Lát sau cô thấy xuất hiện thêm một bóng người. Người đó quay mặt lại nhìn làm cô trợn mắt lên kinh ngạc. Là Tiểu Oa. Nó nói: "Tôi đến đón A Tỳ, tôi nhất định sẽ bảo vệ nó. Tôi biết cô không ghét nó, và tất cả chỉ là hiểu lầm do tôi bị bà Dung gạt gẫm. Tôi dẫn nó đi đây. Tạm biệt." Cô đứng đó nhìn hai người họ vui vẻ cười đùa với nhau, tay nắm lấy tay nhau. Cô chợt mỉm cười rồi cúi đầu xuống nhìn theo hai bàn chân người. Chợt cô ngẩng mặt lên, thấy ngay tiểu thư Hoàng Hoa đứng trước mặt mình. Bỗng tiếng gió làm cửa đập cái rầm, mở toang ra, cô mở mắt giật mình nhìn quanh. Chợt quay ra nhìn Casey, khóm hoa huệ trước phòng. Rồi cô cảm nhận được xác của A Tỳ đang ngồi bên giường. Tuy cô cảm nhận rất rõ, nhưng vẫn chưa đủ can đảm để quay lại nhìn. "Thiếu phu nhân." Chợt bên kia vang lên một giọng nói. Cô như đứng sững người ra, chợt từ từ quay mặt lại nhìn. Cô thấy A Tỳ vẫn ngồi đó, mắt nó sáng lên tinh anh, gương mặt vẫn còn chút sưng nhưng vẫn ổn hơn lúc chiều. Chẳng hiểu sao lúc ấy cô mong A Tỳ sẽ sống lại, nhưng khi thấy nó ngồi đó, cô lại không tin vào mắt mình. Đây có phải là A Tỳ của cô không? Bất ngờ quá mức khiến cơ thể chưa kịp phản ứng, cô nhìn vào mặt A Tỳ trân trân. Chợt một giọt nước mắt cô rơi xuống. Đó là nước mắt chảy ra từ trong giấc mơ khi nãy, bây giờ mới nặng nề rơi xuống. "A Tỳ à." Cô gọi như kiểu còn đang hoang mang nghi ngờ. Lúc ấy gương mặt A Tỳ từ từ ngẩng lên, nó nhẹ nhàng nói: "Thiếu phu nhân." Lúc ấy cô đứng phắt dậy, sau đó tiến lại giường, tay từ từ giơ ra chạm vào gương mặt của A Tỳ. Chợt nó mỉm cười, cô vội rụt tay lại, ánh mắt thăm dò nhìn nó. Chợt lấy tay đập vào trán mình, vai cô rung lên bần bật. Cô nói: "Tôi biết ngay, không phải là A Tỳ. A Tỳ chết rồi." Rồi cô bỏ tay xuống nhìn qua bên giường. Chợt bà Hậu từ ngoài bước vào, nhìn vẻ mặt buồn bã của cô, bà nói: "Cô đã biết rồi à?" Hoài Thục quay qua nhìn A Tỳ, chợt cô gọi: "Tiểu thư Hoàng Hoa, là cô đúng không?" Chợt A Tỳ đứng dậy, thong thả cúi người xuống, vẻ mặt và phong thái nhất định không phải là A Tỳ. Cô nhắm mắt lại, cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật này. Cô mỉm cười một cái rồi nói: "Tại sao?" Cô vừa hỏi xong, bà Hậu đã quay qua nhìn cô. "Cô biết rồi à?" Cô quay lại nhìn bà Hậu, chợt bà nhìn qua A Tỳ rồi nói: "Thật ra chuyện này..." Chưa nói dứt câu, cô đã bỏ ra ngoài. Bà Hậu quay qua nhìn A Tỳ, chợt nói: "Tiểu thư Hoàng Hoa, chỉ là thiếu phu nhân ấy sốc quá thôi, cô đừng suy nghĩ nhiều." Cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói: "Tôi biết, tôi cũng không thể ở lại quá lâu, nhưng mà tôi chỉ muốn về thăm nhà, một lần thôi cũng được." Nói xong, bà Hậu liền mỉm cười và dịu dàng đáp: "Thiếu phu nhân ấy rất thương A Tỳ, nhưng thiếu phu nhân ấy lại có tấm lòng rất nhân hậu, nên cô ấy sẽ giúp cô giữ bí mật này thôi."
Cô ấy gật đầu mỉm cười. Bà Hậu nhìn ra cửa mà thở dài thường thượt, lắc đầu rồi đi ra. Bà dạo chân bước dọc thềm nhà, mắt nhìn ra bên ngoài, cố tìm bóng dáng của cô. Cô chạy một mạch ra sau nhà, chỗ trồng cây kiểng nên nó hơi âm u. Cô ngồi phịch xuống rồi khóc nức nở, đôi vai rung lên bần bật. Bỗng bên kia tiếng chim bay, nó đổ vào gốc cây trước mặt cô rồi từ từ đi lại. Này, đồ xấu xí! Cô nghe thấy tiếng người thì giật mình, ngẩng mặt lên chỉ thấy một cặp mắt sáng trưng. Cô lau nước mắt rồi giơ tay ra, nó nhảy lên tay cô rồi thở dài nói: Khóc lóc, khóc lóc. Nghe giọng nó mỉa mai, cô quăng thẳng nó xuống đất rồi úp mặt xuống ghế. Nó té một phát lăn cù cù, rồi ngồi dậy vẫy cánh cho văng bụi bẩn ra khỏi người. Nó tiến lại gần cô, chui vào chân cô và ngước nhìn lên. Thấy cô cúi đầu xuống khóc thút thít, nó liền ngồi xuống dựa vào chân cô rồi nói: Đừng có khóc nữa, A Tỳ chết đi thì cũng là chuyện tốt. Tốt cái đầu ngươi, ngươi làm sao mà hiểu? Cô định cho nó chịu khổ với cô suốt đời à? Chết đôi khi là sự giải thoát đó. Ở đâu tôi không biết, nhưng ở đây chẳng có gì tốt. Cô suy nghĩ một hồi rồi hỏi: Sao ngươi biết nó tên A Tỳ? À thì tôi luôn theo dõi cô mà, là tôi nghe cô gọi nó. Nó nói giọng miễn cưỡng. Cô im lặng, lấy chân hất nó ra, làm nó lăn cù cù ra ngoài. Ta muốn im lặng, ngươi ồn ào quá, đi chỗ khác đi. Cô không nhớ tôi à? Nhớ ngươi, việc gì ta phải nhớ một con quả điên như ngươi? Ta điên, cô đúng thật là. Nhưng mà ta vẫn muốn nói cho cô nghe một chuyện. Vừa nói tới đó, chợt cô nghe thấy phía sau có tiếng bước chân. Cô nhanh tay tóm lấy con quả đen, nhét vào áo khiến nó chưa hiểu gì. Cô vội nói: Là bà Hậu. Cô lau nước mắt rồi nhìn bà. Bà nhìn quanh một lượt rồi nói: Ở đây nguy hiểm lắm, cô về phòng đi. Nhớ là đừng làm như thế nữa, kẻo tiểu thư Hoàng Hoa sẽ buồn lắm đó. Vừa nói xong, cô thấy mắt bà liếc nhìn vào cổ áo mình nên nhanh chóng gật đầu rồi đi vào ngay. Bà vẫn thắc mắc nhìn theo cô. Cô vừa đi vừa lau mặt mũi. Thấy bà Hậu đi phía sau nên cô sờ tay vào cổ áo. Chợt nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ: Tên mất dạy biến thái, nó lại chui tọt vào bên trong mình. Cô thấy bà Hậu tiến lại gần lo lắng hỏi: Cô làm sao thế? Không khỏe chỗ nào à? Cô chợt đấm ngực mình một cái, bên trong vang lên một tiếng ét. À không, tôi chỉ là tức ngực mà thôi. Cô giả vờ nói, nhưng bà ấy lại chầm chầm nhìn vào ngực cô rồi nói: Vậy sao? Để tôi kiểm tra xem. Bà vừa giơ tay ra thì cô liền thụt lùi lại rồi chạy vào phòng một mạch. Đã vậy còn nói với lại: Ta về phòng đi, bà về phòng bà đi. Nói xong, bóng cô đã khuất sau mấy cánh cửa. Bà nhìn theo mà chợt mỉm cười. Bà giơ bàn tay lên, có những chỗ đen đen ngay cổ tay, nở một nụ cười nhạt nhẽo, thở dài một cái rồi đảo mắt nhìn quanh khu này. Kế đó bà nhắm mắt lại, những hình ảnh của ngày xưa ấy chợt hiện ra. Những năm tháng chị gái của bà còn sống, cậu Gia Minh còn quậy phá, cậu Cảnh Minh còn ở nhà, chăm chỉ học hành đèn sách. Những năm tháng chưa có bão bùng dữ dội, tuy không tiếp xúc nhiều với bên ngoài, nhưng người nhà họ Hoàng rất đông, không khí trong nhà lúc nào cũng náo nhiệt. Những cuộn phim của ký ức cứ ùa về, làm trái tim của bà chợt rung động. Nước mắt nhẹ nhàng chảy dài trên gò má. Bà nhớ cái làn gió của những năm ấy, nhớ giọng cười đùa trêu ghẹo các nô tỳ của cậu Gia Minh. Nhớ những cánh hoa đào rơi đầy xuống sân. Nhớ lắm, nhưng mãi mãi cũng không còn cơ hội đó. Bây giờ mọi thứ đã khác rồi, khác lắm rồi. Gia Minh à, con leo xuống đi, kẻo ngã đó. Tiếng bà Hoàng cất lên lo lắng, sau đó là tiếng cười của cậu Gia Minh. Mẹ à, con không té đâu, mẹ né ra đi, con sẽ nhảy xuống. Vừa nói xong, tự nhiên nhánh cây kêu lên rắc rắc, cậu té nhào xuống dưới, Gia Nô hét toáng cả lên. Sau đó họ mới thấy người cậu Gia Minh đè lên người cậu Cảnh Minh. Báo hại hôm đó cậu Cảnh Minh bị chảy máu tay, hai người họ còn bị lão gia phạt quỳ. Tuy mọi người biết cậu Cảnh Minh đỡ cậu Gia Minh, nhưng sợ lão gia giận dữ nên không ai dám nói. Tối đó, tan chịu phạt nửa chừng thì cậu Gia Minh lăn ra ngủ. Cậu Cảnh Minh vẫn âm thầm quỳ đó chịu phạt cho đến sáng rồi được thả ra. Sau hôm ấy, cậu Cảnh Minh bệnh rất nặng. Bà Hoàng có kêu thầy Lan đến khám cho cậu, còn trách phạt cậu Gia Minh một trận. Nhưng cậu nghịch phá không phải ngày một ngày hai, có la thì cậu vẫn trơ mặt ra đó. Khác với cậu Gia Minh, cậu Cảnh Minh rất hiền, lại còn rất ngoan. Nhưng cậu Cảnh Minh là con của vợ lẽ, không có tiếng nói nào trong nhà.
mẹ cậu là thiếp của ông Hoàng, nên cậu cũng bị coi thường hơn so với cậu Gia Minh. Hơn nữa, thân thế của mẹ cậu Cảnh Minh lại nức tiếng là gái Thanh Lâu, là mỹ nhân nổi tiếng nhất ở Tửu Lầu trên kinh thành. Cho dù làm thiếp của ông Hoàng sinh ra con trai, nhưng bà ấy vẫn bị coi thường nhất trong các bà thiếp. Trái lại, bà Hoàng là tiểu thư con nhà quyền quý, lại là vợ lớn của gia đình và bà Hoàng rất yêu thương mọi người, mặc dù có là vợ lẽ hay gia nô trong nhà. Chẳng hiểu sao hôm nay nhớ lại mà bà lại khóc. Bà lại nhớ chị gái mình và cả cậu Gia Minh. Bà lau nước mắt rồi nhìn thêm một lượt, sau đó mới dần bước chân về phòng mình. Miệng cười mà lòng cứ quặn đau. Bóng lưng bà cô đơn lạnh lẽo, bước chân bà nặng trĩu những u buồn. Bà rời đi trong lặng lẽ. Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Ủa, trong tập ngày hôm nay ở khúc cuối chúng ta lại có thêm một tình tiết mới, đó là cậu Cảnh Minh mới đã bất tử nó là con của bà Hoàng, mà rốt cuộc không phải là con ruột của bà Hoàng, mà cậu Cảnh Minh chỉ là con của bà vợ lẽ thôi. Mà tại sao bà Hoàng lại thương cậu Cảnh Minh như vậy? Thực chất là cậu Gia Minh mới là con của bà Hoàng, là con của bà vợ cả. Thành ra hôm mà cậu Cảnh Minh dẫn Hoài Thục đi vào bên trong phòng thờ thì cậu Cảnh Minh có nói là chỉ có vợ cả là được đặt bài vị ngang hàng với chồng, còn lại những người vợ lẽ là bài vị sẽ được đặt ở bên dưới. Khi mà nói ra câu đó thì cậu Cảnh Minh có vẻ buồn man mác. Lúc đó Hoài Thục chỉ nghĩ là cậu buồn là do cậu buồn chuyện là ba mình đã mất mà thôi, bởi vì mẹ vẫn nghĩ là còn sống mà. Nhưng bây giờ nghĩ lại cậu Cảnh Minh buồn như vậy, cảm thấy chạnh lòng thì cũng đúng thôi. Mẹ của mình chỉ được đặt hàng thứ nhì, còn người chính thất mới được đặt hàng thứ nhất. Nhưng mà tại sao bà Hoàng lại yêu thương cậu Cảnh Minh như vậy, trong khi cậu Cảnh Minh không phải là con ruột? Mặc dù là bà Hoàng, bà có lòng nhân hậu và bà thương mọi người giống như là người thân, nhưng cũng không đến mức thương như là thương con ruột như vậy. À, có thuyết âm mưu, mình cũng biết là bà Hoàng, bà có hai linh hồn trong người của bà. Một linh hồn á, là của bà Hoàng, và một cái linh hồn khác, hiện tại mình vẫn chưa biết là ai, mà chỉ biết là linh hồn của người đã chết. Bây giờ thì khiến cho Bắp mạnh dạn suy đoán thì có khi nào đó là đó, một linh hồn thì của bà Hoàng, còn một linh hồn là của mẹ ruột của cậu Cảnh Minh. Quá ghê luôn. Thành ra rất là thương cậu Cảnh Minh và rất muốn cậu Cảnh Minh về nhà ở, và mỗi lần thấy cậu Cảnh Minh là tình thương mẫu tử trỗi dậy. Cho dù cậu Cảnh Minh có làm cái gì, có muốn cái gì thì bà cũng chiều hết, kể cả cái việc là cậu Cảnh Minh có ẵm Hoài Thục thì bà cũng ngó lơ, rồi thậm chí bà còn nuông chiều Hoài Thục khi mà có cậu Cảnh Minh ở đó nữa. Wow, nếu thực sự như vậy thì đây là một cái cú twist rất là chấn động trong truyện nha. Giờ mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của câu chuyện Bảy Nàng Dâu của tác giả Thiên Yết nha. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nha.